Lời Chúa theo Thánh Gioan chương 27 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà Cha ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha. Tất cả những gì của Cha đều là của con. Và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu ngước lên trời và cầu nguyện. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp nhiều lần khác Đức Giêsu cũng cầu nguyện, và người còn dạy các môn đệ cầu nguyện. Chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện với Chúa hàng ngày. Vậy chúng ta đã thật sự biết cầu nguyện với Chúa theo ý Chúa hay theo ý của mình? Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân là các môn đệ. Cũng thế, trong cuộc sống chúng ta có phải trải qua những thử thách? Khi ấy, chúng ta dễ bị cám dỗ. Xin Chúa giảm bớt hoặc cất đi nỗi đau thương, sự sợ hãi hoặc băn khoăn lo lắng cho tha nhân. Lời cầu nguyện theo kiểu đó không phải là xấu xa, đáng loại bỏ. Nhưng nếu biết noi gương Đức Giêsu, thì chúng ta hiểu được lời cầu nguyện đích thực là lời cầu nguyện xin cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Lời cầu nguyện của Đức Kitô vừa khích lệ vừa hướng dẫn chúng ta. Cách cầu nguyện của Chúa là kiểu mẫu để chúng ta học theo. Người cầu nguyện bằng việc nói chuyện với Chúa Cha cách rất khiêm tốn, chân thật và thân tình. Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Hôm nay Đức Giêsu nói con cầu nguyện cho họ, nghĩa là chúng ta đang được hưởng nhờ lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương, săn sóc và quan phòng. Người cầu nguyện cho chúng ta cũng được thuộc về Cha. Như vậy, sống trong giáo xứ, trong gia đình, chúng ta cũng học nơi Đức Giêsu tinh thần kết hợp mật thiết với Chúa Cha và với anh chị em mình trong lời cầu nguyện liên lỉ.